Chào mừng các em đến với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách và bài tập của môn Toán lớp 5. Các em vào sách và bài tập của môn Toán lớp 5, bài 3, ôn tập so sánh hai phân số. Thì đầu tiên, chúng ta sẽ làm bài tập số 1. Bài tập số 1, người ta yêu cầu chúng ta so sánh các phân số theo mẫu. Thì ở đây chúng ta có hai phân số là 5/6 và 4/5. Thì để so sánh hai phân số này, đầu tiên chúng ta phải quy đồng mẫu số của hai phân số. Để quy đồng mẫu số của hai phân số thì trước tiên chúng ta phải xác định được mẫu số chung của hai phân số. Mẫu số chung của hai phân số 5/6 và 4/5. Thì để tìm mẫu số chung của hai phân số này, chúng ta sẽ lấy tích các mẫu số của hai phân số này, tức là ta lấy 6 nhân 5 bằng 30. Như vậy mẫu số chung của hai phân số này là 30. Bây giờ ta quy đồng phân số thứ nhất là phân số 5/6. Để quy đồng mẫu số của phân số 5/6, ta lấy mẫu số chung là 30 chia cho mẫu số của phân số này là 6, thì 30 chia cho 6 chúng ta được kết quả bằng 5. Sau đó chúng ta lấy tử số và mẫu số của phân số 5/6 nhân với 5. Ta sẽ có 5 nhân 5. Mẫu số là 6 nhân với 5. Năm nhân năm chúng ta có kết quả bằng 25. Sáu nhân năm chúng ta có kết quả bằng 30. Như vậy chúng ta đã quy đồng được mẫu số của phân số 5/6. Tiếp theo chúng ta quy đồng mẫu số của phân số 4/5. Ta lấy mẫu số chung là 30 chia cho mẫu số của phân số 4/5 là 5. Thì 30 chia cho 5 chúng ta được kết quả bằng 6. Sau đó ta lấy 6 nhân với cả tử số và mẫu số của phân số 4/5. Thì ta sẽ có 4 nhân với 6. Và 5 nhân với 6. Như vậy 4 x 6 chúng ta được kết quả bằng 24. Năm x 6 chúng ta được kết quả bằng 30. Thì ở đây chúng ta đã quy đồng được mẫu số của cả hai phân số. Chúng ta có 5/6 bằng 25/30 và 4/5 bằng 24/30. Thì ở đây để so sánh hai phân số này, chúng ta chỉ việc so sánh hai phân số đã quy đồng, tức là ta so sánh 25/30 và 24/30. Thì hai phân số này ta thấy 25 lớn hơn 24, như vậy phân số 25/30 sẽ lớn hơn phân số 24/30. Và chúng ta cũng có phân số 5/6 sẽ lớn hơn phân số 4/5. Tiếp tục. Tiếp tục chúng ta sẽ so sánh hai phân số 3/5 và 12/20. Thì để so sánh hai phân số này, việc đầu tiên là chúng ta cũng phải quy đồng mẫu số.
Chúng ta quy đồng mẫu số của hai phân số 3/5 và 12/20 như sau. Đầu tiên chúng ta xác định mẫu số chung của hai phân số này. Chúng ta nhận thấy 20 chia cho 5 bằng 4. Cho nên chúng ta sẽ chọn mẫu số chung là 20. Đầu tiên chúng ta quy đồng mẫu số của phân số 3/5. Chúng ta lấy mẫu số chung là 20 chia cho mẫu số của phân số 3/5, tức là 20 chia cho 5 thì chúng ta được kết quả là 4. Sau đó chúng ta lấy 4 nhân với cả tử số và mẫu số của phân số 3/5 thì chúng ta sẽ có 3 nhân 4. Và 5 nhân 4. Thì 3 nhân 4 chúng ta được kết quả là 12. 5 nhân 4 chúng ta được kết quả là 20. Phân số thứ hai là phân số 12/20. Chúng ta giữ nguyên. Thì lúc này chúng ta có hai phân số có tử số và mẫu số bằng nhau. Vì vậy hai phân số này là hai phân số bằng nhau. Cho nên ta sẽ có 3/5 và 12/20 bằng nhau. Tiếp theo, chúng ta có hai phân số 5/12 và 3/4. Thì để so sánh hai phân số này, đầu tiên chúng ta cũng phải quy đồng mẫu số của hai phân số. Thì trước khi quy đồng mẫu số, chúng ta cần phải xác định được mẫu số chung của hai phân số là 5/12 và 3/4 là bao nhiêu. Chúng ta biết 12 chia cho 4 bằng 3. Vì vậy, chúng ta sẽ chọn mẫu số chung. Mẫu số chung của hai phân số là 12. Thì chúng ta đầu tiên là chúng ta quy đồng mẫu số của phân số 3/4. Chúng ta lấy mẫu số chung là 12 chia cho mẫu số của phân số 3/4 là 4. 12 chia cho 4 bằng 3. Sau đó chúng ta lấy 3 nhân với cả tử số và mẫu số của phân số 3/4 thì chúng ta sẽ có tử số là 3 nhân 3. Mẫu số là 4 nhân 3. Thì 3 nhân 3 chúng ta được kết quả là 9. 4 nhân 3 chúng ta được kết quả là 12. Vậy chúng ta có 3/4 bằng 9/12. Phân số 5/12 chúng ta giữ nguyên. Như vậy ở đây chúng ta có phân số thứ nhất là 5/12. Phân số thứ hai là 3/4 thì chúng ta quy đồng xong. Chúng ta được phân số mới là 9/12. Để so sánh hai phân số này, chúng ta sẽ so sánh hai tử số với nhau. Chúng ta biết 9 lớn hơn 5, vì vậy 9/12 lớn hơn 5/12. Do đó chúng ta sẽ có 5/12 nhỏ hơn 3/4. Bài tập số 1.
Tiếp theo chúng ta làm bài tập số 2. Bài tập số 2 yêu cầu chúng ta viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn. Ở đây chúng ta có 3 phân số là 3/4, 5/12 và 2/3. Thì để so sánh được các phân số này, để viết được các phân số này theo thứ tự từ bé đến lớn thì chúng ta phải so sánh được 3 phân số này với nhau. Thì để so sánh được 3 phân số này với nhau, chúng ta phải quy đồng mẫu số của 3 phân số. Đầu tiên, chúng ta phải xác định được mẫu số chung của 3 phân số này. Chúng ta nhận thấy 12 chia hết cho 4 và chia hết cho 3. Vì vậy, chúng ta sẽ chọn 12 là mẫu số chung của 3 phân số. Chúng ta quy đồng mẫu số của phân số 3/4, tức là phân số thứ nhất. Thì chúng ta lấy mẫu số chung là 12 chia cho mẫu số của phân số 3/4 là 4. 12 chia cho 4, chúng ta được kết quả là 3. Sau đó, chúng ta lấy 3 nhân với cả tử số và mẫu số của phân số 3/4 thì chúng ta sẽ có 3 nhân với 3 là tử số, mẫu số là 4 nhân với 3. Thì 3 nhân với 3 chúng ta được kết quả là 9. Bốn nhân với ba chúng ta được kết quả là 12. Tiếp tục chúng ta đến phân số 5/12, thì 5/12, 12 chính là mẫu số chung, thì phân số 5/12 chúng ta giữ nguyên. Tiếp theo đến phân số 2/3, chúng ta lấy mẫu số chung là 12 chia cho mẫu số của phân số 2/3 là 3, thì 12 chia cho 3 chúng ta được kết quả là 4. Sau đó chúng ta lấy 4 nhân với cả tử số và mẫu số của phân số 2/3 thì chúng ta sẽ có 2 nhân với 4. Và 3 nhân với 4. Thì 2 nhân 4 chúng ta được kết quả là 8. Nhân 4 chúng ta được kết quả là 12. Như vậy bây giờ chúng ta đã có 3 phân số mới là 9/12, 5/12 và 8/12. Thì để viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn thì chúng ta sẽ so sánh các tử số của 3 phân số và sắp xếp chúng theo thứ tự từ bé đến lớn. Ở đây chúng ta có tử số bé nhất là 5, sau đó đến tử số lớn hơn là 8, tiếp theo tử số lớn nhất là 9. Như vậy chúng ta có 5/12 nhỏ hơn 8/12, 8/12 là nhỏ hơn 9/12, do chúng ta có các tử số 5 nhỏ hơn 8 và 8 nhỏ hơn 9. Như vậy chúng ta sẽ viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn là 5/12, 2/3 và 3/4. Tiếp theo chúng ta làm bài tập số 3, viết các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 5/6, 2/5 và 11/30. Thì đầu tiên để viết các phân số 5/6, 2/5 và 11/30 từ lớn đến bé thì chúng ta phải quy đồng mẫu số của 3 phân số này. Để quy đồng mẫu số của 3 phân số này thì chúng ta phải tìm được mẫu số chung. Chúng ta nhận thấy mẫu số 30 chia hết cho mẫu số 6 và mẫu số 5. Cho nên chúng ta sẽ chọn 30 là mẫu số chung. Đầu tiên chúng ta quy đồng mẫu số của phân số thứ nhất là 5/6. Chúng ta lấy 30 chia cho 6 bằng 5. Sau đó chúng ta lấy cả tử số và mẫu số của phân số 5/6 nhân với 5. Chúng ta sẽ có 5 nhân 5. Và mẫu số là 6 nhân 5. Chúng ta được kết quả bằng 25.
6 nhân 5 chúng ta được kết quả bằng 30. Tiếp tục chúng ta quy đồng mẫu số của phân số 2 phần 5. Chúng ta lấy mẫu số chung là 30 chia cho mẫu số của phân số 2 phần 5 là 5, thì 30 chia cho 5 chúng ta được kết quả là 6. Sau đó chúng ta lấy 6 nhân với cả tử số và mẫu số của phân số 2 phần 5. Chúng ta có 2 nhân 6 là tử số và 5 nhân 6 là mẫu số. Hai nhân sáu chúng ta được kết quả là 12. Năm nhân sáu chúng ta được kết quả là 30. Như vậy, sau khi quy đồng mẫu số của ba phân số 5 phần 6, 2 phần 5 và 11 phần 30, chúng ta được ba phân số mới là 25 phần 30, 12 phần 30 và 11 phần 30. Thì ở đây để so sánh ba phân số này với nhau, chúng ta sẽ so sánh ba tử số của ba phân số sau khi chúng ta đã quy đồng. Thì ở đây chúng ta có tử số 25 lớn nhất, sau đó đến tử số 12 và cuối cùng là đến tử số 11. Vì vậy chúng ta sẽ có 25/30 lớn hơn 12/30 và 12/30 lớn hơn 11/30. Như vậy chúng ta sẽ sắp xếp các phân số theo thứ tự từ lớn đến bé là 5/6. 5/6, 2/5 và 11/30. Thì video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất của kênh Học Toán Online. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở video sau.